Và hãy xin chào tất cả các bạn cháu mà các bạn đã đến với channel của mình. Dạ, mình là thằng gì đó. Dạ, hôm nay để chụp tắt máy ảnh đi. Mình sẽ điều khiển máy bay. Đi làm bộ phận máy bay. Thôi nhé. Không bật quét cam đâu. Còn đâu mình mới bật quét cam. Nhưng mà một gì đó mình mới bật quét cam. Và đăng tải. Các bạn lái cái gì? Trực thăng. Máy bay bình thường. Trực thăng, máy bay bình thường, xe ô tô, hai thuyền. Các bạn chọn đi. Slot down. Slot loading đây này. Gần sống rồi. Rồi. Adventure hả? Mét. Trời ơi. Quá trình suy down. Xà lét. Mình sẽ chơi con này. Dạ. Bay lên. Bạn đó là có gì? Con này trở thành một YouTuber mà. Bạn chơi cùng với con bạn gái thế bạn hả? Ui thì con đấy bạn có bạn nó đâu phải bạn gái. Không, cái bạn mà ngồi trên con á. Ngồi con trên. Con cũng không biết nữa. Mình đã hạ cánh thành công. Smart flap on nè. Flap cho nhanh. Flap để nó bay á các bạn. Flap là để nó bay á mà. Yeah, lát quá. Dạ, thấy gì chưa? Tắt. Có cái flap nó khó điều khiển lắm. Flap on đi. Flap on nó lượn dưới xuống hơn. Ẻo. Để mình đỡ camera cái đã. Philip Pilo Star Pilo mà. Chuẩn bị hạ cánh. Flap on off. Smoker 2. Hư máy bay. Đây là máy bay hư nha các bạn. Có flap rồi thì bay cao cỡ nào cũng được hết đó các bạn. Cho dù có tắt cả động cơ đi. Điện mạnh. Thử menu. Là mà pillow cái gì. Pillow view mới đúng. Mình nhầm. Thiệt, man. Hư máy bay. Chỉnh mặt. Reset. Một quỹ bảo hiểm, bệnh hiểm nghèo. Cả nhà được bảo vệ. Sorry nha các bạn. Cả nhà vui khỏe. Sorry nha các bạn. Tí chết luôn các bạn. Mình không hề bay. Các bạn nhìn đây. Mình không hề bay. Bây giờ nó mới chịu dừng đây này. Và lát làm cái gì. Ủa taxi line. Flap on đi.
chủng đầu lên trời bay. Rồi gần xong rồi đó các bạn, gần được rồi. Mình chỉ cần điều khiển cái này thôi, cái kia nó tự bay rồi. Điện mạnh, điện mạnh. Hạ cánh, phải hạ cánh an toàn. Flap on đi. Mẹ biết tại sao á, máy bay trên trời nó giữ được thăng bằng không? Mà lúc cất cánh thì 12.000, 15 đến 10 đến 15.000 mét, mẹ biết tại sao không? Lúc cất cánh là người ta bật flap lên á. Là bình thường lúc bay á, mẹ thấy cái cánh nó thẳng vậy đúng không? Nhưng mà lúc đang đậu á, mẹ thấy cánh nó xuống vậy nè. Ở khúc sau á, nó xuống vậy nè. Là cái đó đang bật á, flap á, cái đó giúp để máy bay nó nâng lên đó mà. Lý do cánh máy bay đó, nếu mà cái không có flap á, cái quạt á mà để trước cái quạt, cái cánh mô phỏng cánh máy bay thôi nha, mà biết làm sao không? Con đảm bảo á là cái mặt nhất nó mới bay được. Mình nha, hồi nãy mình nói chuyện với mẹ mà. Hạ cánh đây. Yeah. Ọp nè. Bấm. FK set on. Animation. Cái gì cũng 100 hết nha các bạn. Auto ho nè. Auto ho. 3D là 100 luôn. Set on. Oh my fucking god. Bay không được. Flap phải bật on thôi. Hư máy bay. Reset. Định mệnh. Menu. Mình sẽ chọn cái khác. Below View. Adventure. Net. Cái gì? Plan là mình có thể select cái này rồi. Sướng quá. The Aqua Shooter. Below thôi. Star. Thôi mình chúc. Hồi nãy mình nói nhảm mình có ấy nè. FWD. Bỏ qua. Giờ khói sạch kinh khủng luôn á trời. Khủng quá. Mẹ ơi. Sao mẹ không đi ngủ đi? Pẹp. 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 Như vậy không biết nó giống thật không à. Đây là máy bay biểu diễn chứ không phải là máy bay kia. Định mệnh. Flap on. Tắt. Tắt flap luôn.
lại có tin mình bay ngược dòng không? Ồ, bay ngược lại. Thịnh Minh, ngược lại con này. Thịnh Minh, gió nó cuốn ghê quá, mình không thể nào bay ngược được, trừ khi cách này. Chỉ có cách này mới làm được thôi. Éo, thăng bằng cho nó đi em. Định mệnh, định mệnh, định mệnh. Như vậy cũng hơi khó đó trời. 3000 AK bằng 2, AK bằng 2. Bay lên. Đó, máy bay lộn ngược. Đó, đó. Không được. Định mệnh. Chú, yeah. Tắt. Chuẩn bị vào đường băng. Định mệnh. Chuẩn bị vào đường băng. Vào đường băng. Đường băng số 45. Định mệnh. Chuẩn bị vào đường băng. Hạ cánh. Rồi, hạ cánh thất bại. Tai nạn. Và chú, để thử coi. Đây là đường băng số 4, nghe lời đường băng số 4. Bắt. Đường băng số 4. Đà mờ. Một quỹ bảo hiểm, bệnh hiểm nghèo. À... cả nhà được bảo vệ. FWD, cả nhà vui khỏe. Sẽ làm FWD bảo hiểm. Bảo vào quảng cáo. Có cánh. Và hạ cánh. Định mệnh. Đây là lần cuối cùng. Mình phải ra là đây là lần cuối cùng. Định mệnh. Reset. Một quỹ bảo hiểm, bệnh hiểm nghèo. Định mệnh. Cả nhà được bảo vệ. FW. Và đây là lần hạ cánh cuối cùng. Hạ cánh cuối cùng đó. Mình sẽ cứ để như vậy luôn. Nếu các bạn thích đừng quên bỏ lại một like, share và subscribe cho mình để ủng hộ mình nhé. Nhớ comment nhiều lên. Cấm chỉ bậy trong comment của mình. Định mệnh. Cấm chỉ bậy. Rồi. Bye bye.